Trà hoa nhài từ lâu đã không còn xa lạ với hầu hết chúng ta. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết trà hoa nhài mua ở đâu chất lượng. Mua trà hoa nhài đảm bảo chất lượng không chỉ cho bạn ly trà hương vị đậm đà mà còn nhận được rất nhiều lợi ích về sức khỏe. Đặc trưng của trà hoa nhài tại Phúc Đê nhà quê là loại trà không phải làm từ bông hoa nhài đã nở mà là từ nụ hoa nhài. Khi bông hoa nhài nở, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Khi thu hoạch, mùi thơm cùng những tinh chất có lợi cho sức khỏe vẫn còn, nhưng chắc chắn không nồng đậm, trọn vẹn và hiệu quả bằng khi hoa nhài còn ôm nhụy. Nói dễ hiểu hơn, mùi thơm cũng như tác dụng cho sức khỏe của ly trà nụ hoa nhài chắc chắn sẽ cao hơn so với hoa nhài đã nở. Trà hoa nhài tại Phúc Đê nhà quê được trồng đảm bảo an toàn, hoa không bị sâu bệnh. Khâu thu hái diễn ra lúc nụ hoa đang dần chuyển từ xanh sang trắng nên giữ trọn vẹn hương vị của trà. Khâu phơi sấy thành phẩm đảm bảo vệ sinh. Tất cả sẽ tạo cho bạn một ly trà hoa nhài với hương thơm thanh khiết, ngọt ngào. Đồng thời sau đó sẽ phát huy tối đa tác dụng tích cực với sức khỏe. Nếu bạn muốn thưởng thức những ấm trà hoa nhài hảo hạng hoặc dùng làm quà tặng cho người thân, bạn bè, thì đừng quên liên hệ ngay cho chúng tôi qua số hotline 097-262-1813 hoặc truy cập vào website foodinhaque.com. Cùng với những sản phẩm chất lượng là những tư vấn, hướng dẫn tận tình, Phúc Đê nhà quê tin sẽ đem lại không chỉ là sức khỏe mà còn cả sự hài lòng và niềm vui cho quý khách hàng.